Sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đến báo công dân Bác tại tượng đài Bác Hồ bến Ninh Kiều trước khi diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ninh Kiều lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại đây hơn 100 đại biểu thanh niên đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đồng thời báo cáo tóm tắt những thành tích mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ninh Kiều thực hiện được trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật trong 5 năm đã thực hiện 468 công trình trên 5.000 phần việc thanh niên ở các lĩnh vực. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Hội cũng đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho 32 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận với tổng giá trị 32 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 43 gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách với tổng giá trị là 21 triệu 500 ngàn đồng. Dân nén tâm hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ nên Kiều nguyện với bác sẽ tiếp tục phấn đấu gương mẫu trách nhiệm chủ động sáng tạo trong học tập rèn luyện xây dựng tổ chức hội dưỡng mạnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới đề ra